Vừa rồi thì thầy đã chỉ cho các bạn xong lý thuyết về cấu tạo hay là tính chất của hạt nhân vân vân và đặc điểm của nó đồng vị các đại lượng ra làm sao. Và để minh họa rõ hơn cho phần lý thuyết mà thầy vừa trình bày trước đó, chúng ta bắt đầu đi vào các ví dụ của bài giảng ngày hôm nay nhé. Chúng ta đi vào ví dụ số 1. Ví dụ số 1. Ta đọc đề. Hạt nhân triti T13 có đáp án A 3 nucleon, trong đó có một proton. Đáp án B, 3 electron và 1 proton. Đáp án C, 3 nucleon, trong đó có 1 neutron. Và đáp án D, 3 proton và 1 neutron. Đúng nhỉ? Một ví dụ khá đơn giản, kiểm tra cái sự học các bạn phần lý thuyết thôi, không có gì khó khăn cả. Chúng ta cùng nhìn đây nhé. Để nhắc lại lý thuyết một chút, đó là một hạt nhân nguyên tử, một nguyên tử X, chỉ được ký hiệu gồm có A và Z. Đúng nhỉ? Thì A ở đây là số khối, hay còn gọi là số nucleon. Số nucleon này thì bao gồm tổng số khối nhé. Đấy, được không nhỉ? Số nucleon này thì bao gồm tổng của proton và electron, được chưa? Tổng tất cả các nucleon của hạt nhân nguyên tử đó. Có nghĩa là gì? Từ đây mình so sánh nhé, mình so sánh. Mình so sánh với thằng phương trình đề bài cho, thằng nguyên tố đề bài cho đó là T13 triti. Thế thì thầy sẽ có ngay kết quả đó là gì? A của thầy bằng 3 và Z của thầy bằng 1. Z này thì bằng số proton, mình chỉ để trong học mình biết rồi. Và A đây là 3 nucleon, trong đó có 1 proton, đúng chưa? Và số electron thì mình biết được là 3 trừ 1 bằng 2. Và đáp án đúng của ví dụ số 1 này chính là đáp án gì? À, khá là dễ, đúng không em? Nhá, có 3 nucleon, đây là nucleon. A này thì bằng Z cộng với N. Đấy, A này bằng Z cũng là, tức là bằng tổng số proton và số electron. Được chưa các em? Rồi, chúng ta bắt tay ngay sang ví dụ tiếp theo.